Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin được phát sóng trên kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8, trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra một vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội hy sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định của Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Câu chuyện về sự quả cảm, anh dũng của 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được nhiều sự quan tâm những ngày qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định của Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 3 cán bộ, chiến sĩ được Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công gồm Thượng tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an quận Cầu Giấy, Thượng úy Đỗ Việt Đức, cán bộ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an quận Cầu Giấy, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an quận Cầu Giấy. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất đối với 3 cán bộ, chiến sĩ. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ này.